Như vậy thì trong cái buổi live stream thứ hai về Kim Tứ Đồ phần 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi về những cái góc còn lại trong cái mối quan hệ của gia đình, và chúng ta cũng sẽ có những cái bức tranh tổng quan về cái mô hình Kim Tứ Đồ này sẽ đặt vào trong gia đình như thế nào. Và với lại mỗi một khách hàng khi mà sử dụng mô hình Kim Tứ Đồ này thì sẽ nhìn nhận được vấn đề của mình chính xác là ở bốn cái ngón cái. Và khi mà chúng ta nhận định vấn đề ở chính bốn cái ngón cái á, thì sẽ có những cái trường hợp như là có vấn đề phát sinh rất rõ, hay là nó khá là good, nó cực kỳ hòa hợp và gần như sinh ra vốn dĩ là để dành cho nhau, và nó cũng có những cái trường hợp nó rơi vào cái việc là bạn ở vòng đối tác cũng được, bạn ở vòng tri kỷ cũng được, và master nhất của Kim Tứ Đồ thì nó chính là cái vòng cộng sự. Và tùy theo mỗi một cái nhu cầu và mỗi một cái thời điểm, đối tượng của mình là ai thì mình sẽ cần phải đóng cái vai nào cho phù hợp. Bạn nên nhớ cuộc đời là một vở kịch và bạn chính là một diễn viên xuất sắc. Chúng ta có rất là nhiều vai diễn trong cuộc đời này, và hãy học cách làm quen với nó, hãy linh hoạt và cảm biến theo nó, bởi vì nó khiến cho chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Khi bạn lên công ty, bạn có thể là một người sếp. Tuy nhiên bạn hãy bỏ cái áo người sếp đó, khi bạn bước về gia đình bạn cũng chỉ là một người vợ thôi. Và khi bạn ở với con mình thì bạn hãy hiểu tại mỗi một cột mốc, từng cái giai đoạn của đứa trẻ đó, thì đứa trẻ sẽ cần một ai trong cuộc đời để có thể giúp đỡ cho mình, đồng hành cùng với mình. Trong 5 năm đầu đời, con sẽ cần một bậc tiền bối, một bậc đấng sinh thành thật sự là một người trưởng thành và giàu kinh nghiệm để dẫn dắt con đi trong những cái bước chân đầu tiên. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhớ mọi thứ nó luôn có giới hạn, và khi nó đạt được đến cực điểm thì nó đã sẽ trở thành thời kỳ của quá độ. Như vậy thì khi mà đạt được đến cực điểm là sau 6 tuổi thì con cũng sẽ bắt đầu có những cái bước chân đầu tiên con tự đi với mình, và lúc này thì có lẽ bố mẹ phải hiểu được 6 giai đoạn quan trọng của việc làm nghề cha mẹ. Mà một trong những cái 6 giai đoạn làm nghề quan trọng này được chia sẻ trong chương trình học của bậc 4 đối với lại viện nghiên cứu sinh chắc vân tay, để giúp cho các anh chị hiểu được rằng là tại thời điểm nào các anh chị nên là ai với con của mình. Và nó là một trong những cái khảo sát nghiên cứu chung trên thế giới, nó không ứng dụng hoàn toàn đúng cho tất cả nhưng số đông là như vậy. Chính vì như thế thì khi chúng ta tiếp nhận bất kỳ một lượng kiến thức, một luồng thông tin nào, chúng ta đều phải có quá trình của sự quan sát, phân tích và đúc kết nó. Hãy sàng lọc những thông tin rất chất lượng đến với bạn ha, thì bạn sẽ nhận được những cái giá trị mà bạn mong muốn trong cuộc đời. Rồi em hỏi một cái câu hỏi mà từ nãy tới giờ có mỗi chị Vân là hình như trả lời đúng trọng tâm hay sao á, còn lại trả lời cái gì đâu không à. Câu hỏi của chị Hương Hương rất là hay ha. Ứng dụng cho bản thân nên thể hiện vai trò thế nào khi sở hữu bộ vân tay mình đang có? Như vậy thì nó sẽ rất rộng. Ví dụ như học chương trình coaching chuyên gia bậc 5 á, các bạn sẽ mất sẽ cần phải có 3 ngày 8 tiếng, tức là 24 giờ để bạn học về Kim Tứ Đồ và 6 mô thức còn lại, 6 công thức tuyệt đỉnh còn lại. Trong đó thì cái Kim Tứ Đồ trước đây được gọi với cái tên là la bàn cuộc đời á, nó gần như là chiếm 4 tiếng cho cái này. Sau đó thì chúng ta đi qua 8 giờ code, tức là thêm một ngày nữa để chúng ta nói về cái này. Cho nên nếu như lấy chúng ta làm hồng tâm và chúng ta bắt đầu ứng chuyển trên rất nhiều phương diện á, thì bạn phải tin là bạn có thể mất đến 2 tháng, nên là sẽ rất lâu để có thể làm được cái này. Và trong một tiếng ngắn ngủi thì chúng ta tập trung cô đọng lại giá trị để người học và người nghe có thể nhận được giá trị tức thời. Và một trong những điều mà trước giờ cá nhân em luôn luôn giữ quan điểm, cái gì mà nó hay thì nó phải xài được trong thực tế. Đừng nói về chuyên môn thâm thúy hay là chiều sâu về nghiên cứu, mọi thứ đều chỉ là trên giấy và ý tưởng nếu nó không mang được ứng dụng trong thực tế. Cho nên là một tiếng đồng hồ này chúng ta chọn ra một chủ đề thôi để chúng ta nói rất sâu về nó. Và nếu chúng ta không phải là người ở trong cái hoàn cảnh đó,
thì hãy hiểu rằng bạn đã có đủ cái kiến thức nền tảng để bạn hướng dẫn, hỗ trợ cho những khách hàng nào gặp cái trường hợp như vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ cần phải chia sẻ và lan tỏa nha. Nên là mình nên chốt lại. Một chút. Rồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi về mối quan hệ giữa mẹ và con cái ha, giữa vợ và chồng thì chúng ta đã đi qua rồi ha, chúng ta không đi lại. Chúng ta sẽ đi về mẹ ha và con cái, người trực tiếp sinh ra đứa trẻ. Chúng ta nhắc lại một chút nha, nếu như các bạn ở vòng bên ngoài ha, vòng tròn bên ngoài. Vòng ngoài thì ở đây tất cả những cái nhóm Y, E, núi và B đều là đóng vai trò của đối tác. Nếu chúng ta sở hữu vòng bên trong, chúng ta thuộc vòng bên trong và chúng ta không thể nào xác định được chúng ta ở đâu đâu, chúng ta phải có một cái partner đi cùng nữa. Có thể là chồng, có thể là con, có thể là bạn, có thể là người yêu, phải có một người nữa đi cùng thì các bạn mới gắn lên kim tứ đồ được nha. Còn nếu một mình các bạn thì các bạn không xài cái này được ha. Nếu các bạn chỉ có một mình thì các bạn sẽ dùng các hệ công thức khác trong quá trình chuyên gia xin chấp vân tay. Các bạn có thể dùng hành trình tìm lại chính mình, dùng công thức tìm lại chính mình, hoặc dùng con đường ta đi để các bạn bắt đầu nhìn thấy được cái hệ giá trị. Tôi đang có những gì, tôi thiếu những gì, làm thế nào để tôi có thể vun bồi được đó. Và trong các mối nhân duyên trong cuộc đời này thì tôi nên gặp ai và tôi nên tìm ai. Đương nhiên bạn không thể lựa chọn được bạn muốn gặp ai là gặp được đâu. Nhưng một ai đó đến với bạn thì hãy luôn luôn mở tâm để đón nhận. Và lúc này câu hỏi của mình đặt ra là how? Làm như thế nào để mình học hỏi được từ người này? Cho nên là có một câu nói mà chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Đừng để người khác hoặc đối phương rời đi khi bạn chưa học cái gì từ họ. Cho nên là bất kỳ ai trong cuộc đời này mà các bạn gặp có nghĩa là cần phải gặp. Quan trọng là chúng ta nhận ra được bài học gì khi chúng ta gặp họ. Nên là phải gắn ít nhất là hai người lên trên kim tứ đồ thì mới dùng kim tứ đồ giùm em ha. Còn nếu chỉ có một mình thôi thì không dùng cái hệ công thức này. Phải dùng công thức của tìm lại chính mình và con đường ta đi thì mới nhìn thấy được những cái điều mà mình đang có. Cái gì nhờ? Rồi thôi mọi người sao mỗi người mỗi ý thế nhờ? Thôi theo ý em đi nha. Rồi vòng trong thì chúng ta sẽ xem lại một chút ha. Nếu cả hai đều ở trong, cả hai người đều ở trong thì đó là vai trò của tri kỷ. Và nếu như nó có một cái sự kết nối, sự liên kết giữa trong và ngoài thì chúng ta sẽ thấy hai người này đóng vai trò làm cộng sự. Vậy thì chúng ta hình dung ha, nếu như chúng ta đóng vai trò là đối tác thì hai con thuyền này sẽ có hai người làm chủ hai con thuyền. Mỗi người sẽ lead cho một con thuyền của mình. Và hai con thuyền này có thể đi trên cùng một con đường, một dòng sông với nhau, vì họ cùng một hệ giá trị với nhau. Họ có thể cùng một cái sứ mệnh, cùng một cái quan điểm để họ có thể đạt được cái điều mà mình muốn. Còn nếu như các bạn đang đóng vai trò là tri kỷ với chồng mình, với vợ mình, với con mình, khi các bạn thấy hai người này đều ở cái vòng bên trong cùng nha, đều ở cái vòng bên trong cùng này, thì có nghĩa là bản thân hai người gần như là hai cái người đang ở trên một con thuyền á, đang ở trên một con thuyền và cùng một vị trí, được không ạ? Cùng một vị trí luôn. Nếu bạn là thuyền trưởng thì người kia cũng là thuyền trưởng, cả hai cùng một vị trí, đồng điệu đến mức mà chỉ cần thở thôi cũng đã có thể hiểu được nhau rồi. Cho nên chúng ta hình dung là tri kỷ nó là một cái mối nhân duyên rất là lâu và nó gắn bền chặt, nó có những thông điệp không lời và không nhất thiết lúc nào cũng phải nói ra thì mới hiểu. Tuy nhiên đó là cái định nghĩa của tri kỷ, có nghĩa là chúng ta hiểu được cái mối tâm giao giữa mình với người bạn còn lại và tùy mối quan hệ nha, tùy mối quan hệ. Nếu các bạn ở trong một mối quan hệ của bạn bè thì ok, nó ổn, có thể đi cùng với nhau được tới cuối, lâu dài lắm.
Và nếu như bạn lấy cái người tri kỷ này để thăng cấp lên thành vợ hoặc thành chồng thì nó sẽ bắt đầu cần phải có sự điều chỉnh. Nếu như ở vòng ngoài đối tác là hai con thuyền ở hai chí hướng thì chúng ta hiểu là trong cái quan hệ của vợ chồng á, chúng ta chỉ bằng lòng mà ít ham muốn. Lúc này thì bằng lòng lớn hơn ham muốn. Nhưng trong vai trò của tri kỷ á, tức là cả hai đều hòa hợp với nhau á, thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi sinh rất nhiều sự ham muốn, và lúc này mối quan hệ nó sẽ trở nên là bằng lòng lớn hơn ham muốn. Và đối với cái còn lại á, là cộng sự á, thì chúng ta sẽ thấy là bằng lòng và ham muốn bằng nhau. Lan ơi, một chút nữa làm đi em. Đối với lại cái vai trò của cộng sự á, thì cái liên kết giữa trong và ngoài á, nó sẽ mang lại cái giá trị là bù đắp cho nhau. Các bạn ở trên cùng một con thuyền nha, nhưng mà chúng ta sẽ có hai vị trí. Có thể chúng ta đứng, một người đứng ở đầu đầu và một người đứng ở cuối, để có thể hỗ trợ cho nhau làm sao để đẩy con thuyền ra khơi tốt nhất. Và chúng ta luôn luôn support nhau, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể đi đến một cái đích mà chúng ta cùng nhau hướng đến. Thì đó là vai trò của cộng sự, được không ạ? Đó là vai trò của cộng sự nha. Nên chúng ta sẽ xem lại là trong cái mối quan hệ như vậy thì chúng ta sẽ xem mình và cái người bạn của mình ở đâu. Tuy nhiên là công thức của kim tứ đồ nó sẽ có chiều sâu, với một tiếng ngắn hạn thì như em đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bước đầu tiên, đó là bước đặt, bước một là chúng ta sẽ đặt bốn ngón chính là L1, R1, L2, R2 lên mô hình, lên kim tứ đồ để làm một việc, đó là nhận định thực trạng điều gì đang diễn ra trong ngôi nhà của bạn, điều gì đang bắt đầu khởi sanh trong cái mối quan hệ của bạn. Bạn cần phải biết rất rõ điều đó, và nếu bạn không chuẩn bị gì thì có nghĩa là chuẩn bị cho sự thất bại. Nên khi bạn không hay biết những gì diễn ra trong thân và tâm thì chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi. Cho nên là chúng ta làm cái bước đầu tiên là đặt bốn ngón chính của mình, bao gồm hai ngón cái, hai ngón trỏ lên trên kim tứ đồ, và chúng ta bắt đầu xác định xem chúng ta đang ở đâu và cái vấn đề chúng ta có đang gặp cái vấn đề gì trong cái mối quan hệ này không, của hiện tại nha, của hiện tại. Hãy luôn có một niềm tin rằng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho nên cái gì nó thuộc về cái răng, cái tóc, là gốc con người, là bản chất lúc bạn sinh ra bạn đã có, thì bây giờ bạn thể hiện nó ra như thế nào thôi. Nên là bây giờ mình sẽ đi về chủ đề của mẹ và con, của mẹ và con ha. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một bộ vân tay mẫu để chúng ta bỏ lên đây và chúng ta phân tích. Khi các anh chị đưa dữ liệu cho em thì làm ơn cho em biết mẹ đang bao nhiêu tuổi và con đang bao nhiêu tuổi luôn ha, bốn ngón chính của mẹ và bốn ngón chính của con, đầy đủ thông tin nhé, đầy đủ thông tin thì mình sẽ bắt đầu đưa lên cái mô hình này được. Rồi có ai cống hiến cho em một cái mẫu dữ liệu không? Để đối với lại các anh chị khách hàng á, các anh chị có thể đôi khi các anh chị chưa cần thiết phải phân tích một bài sinh chắc vân tay đâu. Các anh chị nhận diện vân tay á, từ các chuyên gia của sinh chắc vân tay á, dạng demo á, nhưng mà phải phải là từ những người thật sự chuẩn nha, thì đã có thể ứng dụng kim tứ đồ được rồi. Tuy nhiên là nếu mà muốn kết quả thật sự chính xác là của mình á, thì ok, nên làm bài báo cáo để mà mình có thể xác định chuẩn xác luôn cái mẫu vân tay của mình. Và mình lưu ý giúp em là trên mô hình này em chỉ để những cái nhóm gốc thôi nhá, còn like này kia thì mình cứ từ đó mình đi ra. Rồi em thấy cái comment của chị Nguyễn Nhung trước nên em sẽ lấy bài này. Mẹ là WTE. Đây là mẹ. WT. Rồi, WE.
Ồ, ti e của mẹ là ở bốn ngón chính là chỉ có ti e thôi đúng không chị? Rồi con là w d, con có nước ngược nữa, rồi con cũng có ti luôn. Con cũng có ti. RTA DCT rồi. Mẹ thì 43, con 18. Bạn này lớn rồi ha. 38. Rồi ok chị Nhung đã thấy rồi. Bốn ngón chính của chị Nhung đều là ti e đúng không? Rồi. Thứ nhất mình bỏ qua đầu tiên ha, mình bảo mình xét cái giai đoạn bạn 6 tuổi đi, dưới 6 tuổi. Mình bỏ qua cái chỗ ti của bạn. Dưới 6 tuổi chúng ta đã hiểu là khi đứa trẻ chưa có hoàn thiện hoàn toàn về cái chức năng của não bộ thì đứa trẻ sẽ có vai trò cộng sinh và đứa trẻ sẽ nhận hoàn toàn những cái điều được nuôi dưỡng từ môi trường, từ nhân cách, từ phong thái, từ cái hành vi mà bố mẹ đưa cho con mình. Như vậy thì khi chúng ta đặt lên cái mô hình này nè, chúng ta sẽ nhìn thấy một điều là gì ạ? Một điều là gì ạ? Có ai có chuyên gia nào cho em một cái nhận định không? Sau 2 ngày học về kim tứ đồ, nhận cho em một câu comment nhận định của các anh chị về cái bài mẫu này. Chúng ta nhìn thấy được gì ở đây ạ? Mẹ đóng vai trò ở vòng ngoài, mẹ đang đứng ở vòng ngoài và con thì ở vòng trong đúng không? Con ở vòng trong. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là như vậy thì con với mẹ lúc này là vai trò gì ạ? Vai trò cộng sự đúng không? Trong giai đoạn 5 năm đầu đời, con với mẹ đóng vai trò là cộng sự vì mẹ ở vòng ngoài. Mẹ có hai chỗ ở vòng ngoài đây, và hai chỗ ở vòng ngoài này đều đi về được một hướng, đó chính là nước. Mọi người đã dần dần hình dung ra được một người mẹ quyền lực chưa? Mọi người đã bắt đầu thấy được một người mẹ đại bàng quyền lực chưa? Và mọi người đã thấy là trong 5 năm đầu đời bạn này vô cùng ngoan, được không ạ? Vô cùng ngoan vì là cộng sự mà. Có nghĩa là gì? Nếu mẹ nóng thì con mềm, đó là cộng sự. Nếu mà bạn đang thật sự là người đòi hỏi sự quyền lực thì sẽ có một đứa trẻ luôn luôn tuân theo sự quyền lực của bạn. Cộng sự, bù trừ cho nhau mà, hỗ trợ cho nhau mà, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là 5 năm đầu đời nó siêu happy với chị. Và hành trình mà chị đi với con mình là một hành trình của sự hạnh phúc, thậm chí là tự hào về con luôn. Có thể là tự hào về con và con cũng có thể tự hào về mẹ. Tuy nhiên không biết cái mức độ quyền lực của mẹ đến đâu vì mẹ đều là đại bàng chiến và mang vai trò của lửa và khí. Ti và e là một trong những cái bạn đóng vai trò chủ đạo trong doanh nghiệp nếu chúng ta ứng vào trong mô hình nhân sự với vai trò từ cấp quản lý cấp trung trở lên nha. Và có một cái tinh thần, có một cái vô thức về lãnh đạo trong con người của mình, thích được kiểm soát người khác và thích được ban phát cái quyền lực của mình cho người khác vì mình là người có những cái tư chất đấy để cho cuộc đời cái mà mình đang có. Như vậy thì không tránh khỏi trường hợp là trong 5 năm đầu đời mẹ sẽ áp những cái kỳ vọng mong muốn của mẹ lên con, và rất hay là con có theo không ạ? Con theo hoàn toàn, con là dòng nước mà, con mô phỏng tất cả những gì mà mẹ muốn, mẹ cần ở con, mẹ đặt đâu thì con sẽ ngồi đấy và con sẽ follow theo mẹ. Chỉ là gì, lưu ý giùm em ha, bạn này có nước ngược. Bạn này có nước ngược và trong nước ngược thì em đã từng chia sẻ trong anh hùng chính nghĩa rồi. Nước ngược nếu nằm ở R2 thì mới thể hiện được cái style và cá tính mạnh mẽ. Con vẫn nghe chị nha, cuối cùng thì con quyết định vẫn là theo ý chị và cách con làm là theo ý con. Nên ngay từ nhỏ mẹ đã hiểu được rằng là mẹ có thể đưa ra cái mục tiêu, cái con mồi, cái điều mà mẹ muốn và hết. Mẹ không được phép đưa ra cách mà mẹ muốn con làm thì không có được. Nếu mà RTA của bạn nằm ở ngón R2 nhé, cho em một cái phản hồi là RTA của bạn đang nằm ở đâu vậy ạ? Thì lúc này cái style và cái phong cách của RTA nó mới được bộc lộ mạnh mẽ ở R2. Và chính vì như thế thì cốt lại vẫn là cộng sự với nhau nên cực kỳ happy trong cái giai đoạn 5 năm đầu đời đúng không ạ? Rồi
Như vậy thì sau 6 tuổi con bắt đầu trưởng thành hơn, đôi chân của con vững hơn, con đã có thể sử dụng được các kỹ năng của vận động, con bắt đầu mở rộng thế giới quan của mình bằng cách đi học và các mối quan hệ của con bắt đầu lớn dần ra. Cái tôi trong con người của đứa trẻ cũng bắt đầu có, đừng quên RTA cũng là một anh hùng. Được không ạ? Hay quá, cảm ơn chị đã phản hồi. RTA cũng là một anh hùng và RTA là anh hùng của thời cuộc. Và thêm WT nữa, những lúc cần phải chính nghĩa, bạn vô cùng cứng. Vậy thì cái style của bạn cho đến hiện tại bây giờ nó phát triển á, nó có thiên về style của nữ tính không? Không hề, bạn khá là nam tính, chưa kể có CD nữa nha. Tuy nhiên mình nói về RTA hơn vì anh hùng thời cuộc và nó nằm trong nhóm có tỷ lệ tần số phân bố xuất hiện ít nên cái đặc tính của nó sẽ thể hiện ra mạnh hơn. Thì cái anh hùng thời cuộc này trong giai đoạn của hai cột mốc quan trọng, đó là giai đoạn của độ tuổi dậy thì, tái cải tổ về nhân cách một lần nữa, 12 cho đến 14 tuổi. Và giai đoạn hiện tại của bé nhà chị á, là 18 tuổi, đang đứng ở hai cái ngưỡng quan trọng trong cuộc đời để thể hiện mình là chính mình. Mình là chính mình. Vậy thì nếu thật sự nó được giữ vững và mẹ thật sự bảo tồn được những gì mà con sinh ra con có, thì hãy hiểu chị đang có một đứa trẻ là con gái. Ủa không biết làm gái hay con trai luôn á. Khi con không mà không biết gái hay con trai nữa. Nếu mà là con gái thì rất là cá tính, cực kỳ cá tính vì đã mang anh hùng thời cuộc rồi mà lúc này WT còn phát triển nữa. Thì sau 6 tuổi mình sẽ hiểu một nguyên lý là gì? Một rừng không thể có hai hổ, nên mẹ và con lúc này sẽ bắt đầu có những quan điểm bất đồng. Có những quan điểm bất đồng trong việc nhìn về cùng một hướng, đưa ra cái quyết định của mình. Bạn là con trai ha. Và bạn sẽ bắt đầu thể hiện được cái đặc tính bản ngã và cái tôi của mình ha. Như vậy thì khi bạn là WT á, khi bạn là WT á, thì chị sẽ thấy rất rõ là nếu chị vẫn dùng T và E là bất lực. Là bất lực vì nó sẽ diễn ra xung đột liền. Nó đang vi phạm nguyên lý là một rừng không thể có hai hổ. Cho nên nếu lúc này con đang dùng T, tức là con dùng cái sự trải nghiệm, con muốn được trải nghiệm cái này, con muốn được làm cái kia, con muốn được một lần đi bụi để biết cái mùi của đi bụi là gì. Con đã từng trốn đi chơi game internet để con thỏa mãn được cái trí tò mò của mình. Và mẹ phát hiện, một là mẹ phát hiện ra mẹ ngăn cấm, hai là mẹ cấm ngay từ lúc con sinh, thì nó sẽ dẫn đến cái sự bất đồng trong quan hệ của mẹ con. Lúc này bản thân chị sẽ có một cái độ độ sốc nhất định đó, vì trước đây con khá là ngoan mà, và con là cộng sự của mình mà, mình cực kỳ hạnh phúc khi có một cái đứa trẻ như vậy trong đời. Và càng ngày càng lớn thì cái tính khí của con nó sẽ bắt đầu được dịch chuyển dần theo thời gian và theo các cột mốc. Vậy thì rõ ràng nó sẽ có vấn đề rất lớn nếu chị vẫn tiếp tục giữ cái WTE ở bốn ngón chính để đối nhân với con, để đối xử với con nha chị nhá. Vì chị thấy nè, nếu đứa trẻ dùng nước thì lúc này chị mới có cơ hội kết nối, vì nó vẫn là quay về như xưa cộng sự, con vẫn là con của mẹ, hãy là một con mèo ngoan của mẹ. Mà em hỏi chị nè, chị có muốn đứa trẻ mất đi cái bản chất của mình không? Chị có muốn đứa trẻ dẹp đi ước mơ và đam mê của mình để sống như một người con trai ngoan trong lòng bàn tay của chị không? Và chị có đảm bảo được rằng là chị sẽ bảo bọc được cái đứa trẻ đó trong lòng bàn tay của mình đến khi nào? Đến khi nào, nếu một người mẹ mang năng lượng của lửa và khí cầu toàn và hoàn hảo, luôn luôn lót đường hết mọi thứ cho con, thì cho em biết đến khi nào chị bảo vệ được đứa trẻ trong cuộc đời như bảo hiểm bảo vệ chị không? 99 năm trong cuộc đời vậy đấy. Vậy thì chị có sống được tới lúc mà con mình 99 năm trong cuộc đời để lót đường cho con không? Là cái điều đầu tiên, nếu chị vẫn dùng T và E ở bốn ngón chính để đối xử với đứa trẻ, thì buộc đứa trẻ phải quay về mình là nước thôi. Để làm gì? Để giữ được cái sự kết nối tình nghĩa mẹ con. Và mãi mãi chị ôm đứa con mình trong trong lòng bàn tay chẳng lớn nổi. Mình có muốn điều đó không ạ? Và nếu như chị nhìn tiếp ha, CDI của con nè. CDI của con ở dưới đây đúng không? Ở dưới đây. Và bốn ngón chính của chị thì không có nối được với CDI. Không có nối được với CDI, phải không?
nên rõ ràng nó có một cái lỗ hổng ở đây, nó có một cái dấu chấm hỏi rất lớn ở đây mà chị phải đi tìm. Mà chị phải đi tìm nhá. Và nếu thực sự chị muốn trang bị cho con mình một cái hành trang cuộc sống thì phải đi tìm cái giải pháp. Nó sẽ có giải pháp, và bước một của chúng ta là nhận định vấn đề thôi. Cho nên thứ nhất, chốt lại ha. Chị Nhung ơi, sẽ rất là rủi ro nếu chị Nhung vẫn giữ cái phong cách quan điểm và sự giáo dục con mình trong 5 năm đầu đời để áp cho một đứa trẻ 18 tuổi. Để áp dụng cho một đứa trẻ 18 tuổi thì nó vô cùng nguy hiểm. Tưởng rằng là mình yêu thương con mình vô điều kiện, nhưng thật ra đó là lòng tham của tình yêu thương. Và chị đang vượt quá cái giới hạn của tình yêu thương rồi. Nó là sự ích kỷ. Cái thứ hai là nếu như mà mẹ cứ mãi quyền lực và giang đôi cánh của đại bàng quá rộng như vậy thì mẹ ơi, con sẽ chẳng bao giờ muốn lớn lên. Vì ở dưới cái bóng râm đó nó mát quá mà. Và bé là nước mà, nên mình sẽ không ít lần thấy một đứa trẻ dễ buông xuôi và dễ bỏ cuộc những lúc khó khăn, gọi là anh hùng thời cuộc. Cho nên cái mà mình trang bị cho bé là cái hành trang trong nội lực con người của con bé, nó lớn vô cùng luôn. Thì chúng ta hiểu là vậy, thì nhận định vấn đề của chị nó đang có một cái cơ hội, một cái cửa để chị có một cái con đường đi mới, một cái hệ giá trị mới, và chị ép năm cái quan điểm của mình lại đi ha, thì mình sẽ có một cái cộng sự đi với mình rất lâu dài. Khi mà mình bắt đầu xoay chuyển cái kim tứ đồ này là dùng các giải pháp, thì cái giải pháp này là cái mà em dạy rất sâu ở trong chương trình bậc năm, xin chấp vân tay. Còn nếu nếu chị thật sự muốn giải quyết vấn đề của chị á, thì chị nên có bài báo cáo của hai mẹ con, sau đó chị tìm những chuyên gia đã học bậc năm xin chấp vân tay trong viện, hoặc inbox fanpage của viện cũng được, sẽ có bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho chị để giúp cho chị đưa ra được giải pháp. Hoặc là trong cái khoảng thời gian tháng 9 sắp tới á, em sẽ dạy rất sâu cho khách hàng về việc giải quyết vấn đề của chính mình từ kim tứ đồ. Thì tùy ha, có nhiều cái con đường cho chị đi, tuy nhiên là thực trạng này chị nên nhìn thấy trước cơ hội, cái điều gì nó sẽ đến với mình, thì lúc đó mình chuẩn bị cho mọi thứ nó sẽ tốt hơn hay chị ha. Rồi, chị đã luôn áp đặt con, đúng rồi chị ơi, dù là vô tình hay cố ý thì đều gây ra hậu quả. Và em tin rằng chị vẫn là một người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Và chính vì cái chữ vô điều kiện đó đó, nó vô tình dẫn đến cái việc là gì? Tình yêu cực kỳ nhiều điều kiện ha. Nên cái chữ vô giá nó cũng có nghĩa là gì? Là không có đồng nào hết, hoặc là nó cực kỳ nhiều tiền, đến mức mà chỉ có những cái tỷ phú thương gia gì đó mới có thể mua được. Nên mình hình dung là không có đúng và sai đâu ạ. Quan trọng thời điểm này rất hoan hỷ khi chị đã nhìn nhận ra được vấn đề của mình ha, và cứ gõ cửa sẽ mở. Em đã đưa ra ba cái con đường cửa cho chị đi rồi đó, lựa chọn như thế nào là quyền của chị nha. Rồi, cảm ơn chị Nhung rất là nhiều ha. Rất là mong tất cả những anh chị đang làm nghề xin chấp vân tay mình hoan hỷ dành cho khách hàng một chút nha. Mọi người comment rất là mình nên chia sẻ cái giá trị này đến với khách hàng và mình lựa chọn khách hàng. Tuy nhiên thì em cũng không có biết hết được là ai là người làm nghề và ai là khách hàng đâu, em chọn ngẫu nhiên thôi. Rồi, cho em một cái mẫu vân tay có con trong giai đoạn của dậy thì đi ạ. Tuổi tin nhé, tuổi tin 12, 10 đến 14, 10 đến 14 tuổi. Mẹ hoặc bố gì cũng được, còn không thì mình gắn bố mẹ vô, tại vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cần phải rất là nhiều nguồn lực để support cho con, chứ không chỉ riêng gì mẹ. Nên là có thêm bố thì lúc này bố sẽ hiểu là khi nào thì sẽ cần bố. Bố giống như là một cái nhân vật anh hùng gì đó, lâu lâu xuất hiện ha, không phải xuất hiện liên tục, tuy nhiên nó lại mang một cái giá trị khá là ý nghĩa, nó khá là ý nghĩa, nó quan trọng trong những thời thời khắc cần nó vậy thôi. Có phụ huynh nào có con trong 10 đến 14 tuổi không nhỉ? Vậy là team nhà mình toàn biển sữa hả? Mười đến 14.
Mẹ 23, mẹ 32. Ồ, bài núi nè. Rồi, xử bài núi đi. Xử bài núi nha. Hồ Thị Xuân Hương. Con 7 tuổi. Rồi, mẹ. Mẹ là 4AS. Rồi, chị Xuân Hương cho em biết 6 ngón còn lại của chị là gì luôn nha. Tại vì chị đang có nhiều hơn 3 ngón AS rồi. Mẹ. Con 7 tuổi, con là C. Con C S R B L C S T và S thì mình xếp vào nhóm của đại bàng một tâm ha anh chị ha. Rồi R B L đây con luôn. Rồi mẹ là bốn núi ha. Rồi chị Xuân Hương ơi, có thể phản hồi giúp em 6 ngón phía sau của chị là gì không ạ? Mẹ 32 và con 7 ha, con 7. Con này là con trai hay con gái chị nhờ? Con trai rồi. Như vậy ha, mình nhìn thấy một cái điều hay ở cái chỗ này là gì? Bốn cái ngón chính của mẹ và bốn cái ngón chính của con nằm trên một đường thẳng. Mình thấy không? Nằm trên một trục thẳng luôn ha. Nằm trên một trục thẳng. Như vậy thì cái trục này đi thẳng như vậy nó sẽ có những cái điểm cần phải bổ sung, cần phải có một ai đó bổ sung. Tuy nhiên ha, khi chị nhìn vào bốn ngón chính, chị sẽ nhìn được gì đây ạ? Chị đang đứng ở vòng đối tác. Chị đang đứng ở vòng đối tác. Bé mình cũng có vòng đối tác luôn, được không? Như vậy giả sử không có cái vòng tri kỷ, bỏ cái vòng tri kỷ này đi, thì chị nghĩ chị và con chị có kết nối được với nhau không? Giả sử bỏ cái vòng tri kỷ đi thì chị nghĩ chị và con chị có kết nối được với nhau không ạ? Trả lời giúp em nhé. Phía sau cũng là AS và nước, ok. Rồi. Được không ạ? Giả sử không có cái vòng tri kỷ bên trong, mất luôn, thì có cái cầu nào để nối được từ đầu cầu WT sang cái cầu của núi không? Có được không ạ? Nó sẽ bị đứt đúng không? Nó sẽ bị đứt. Nó đâu có điểm kết nối đâu. Cho nên là hai người cứ đứng mãi ở hai bên kia đầu cầu và nhìn về nhau như vậy thôi, nó không có sự kết nối. Nó bị đứt hoàn toàn nếu không có cái vòng tri kỷ. Như vậy thì trong cái vai trò mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta hình dung là vậy thì khi mà cái đứa con của mình á dùng WT mà mình dùng núi thì phải có một cái chừng mực nhất định. Và mình với con lúc này đóng vai trò là đối tác, nó có sự giao dịch, nó có sự trao đổi, nó có sự win-win. Nếu mẹ làm cho con một việc này thì sự đánh đổi mà con đổi lại cho mẹ là việc gì? Và nếu con vi phạm điều đó thì bài học con sẽ cần phải học được là gì? Và trong cái sự đối tác á, trong cái vai trò đối tác với nhau á, nó không có cái yêu cầu hơn một cái nào cả hay ra lệnh cho ai cả, đặc biệt khi con là WT thì càng không. Như vậy thì nếu mẹ thấy một lúc nào đó con đòi hỏi sự trải nghiệm,
đòi hỏi sự dấn thân. À, con mới 7 tuổi thôi nên con sẽ có nhiều cái tính cách linh hoạt vì con đang có ba chỗ lực và mẹ thì đang có một cái đích đến cuối cùng là núi, nên con muốn rất là nhiều thứ, cái gì con cũng muốn hết và con linh hoạt theo môi trường. Khi con đã muốn một cái gì rồi á thì con sẽ đòi cho bằng được vì con có tính mục tiêu. Khi con đã thiết lập được mục tiêu thì hãy hiểu rằng bằng mọi cách đứa trẻ sẽ đạt được mục tiêu đó. Cho nên một trong những cái phương án dở nhất là bố mẹ cấm đoán con cái là rất dở. Anh chị muốn con cái làm điều đó trước mặt anh chị và sai để anh chị nhận ra kịp thời và sửa, hay anh chị muốn đứa trẻ làm điều đó sau lưng anh chị? Vì hãy hiểu rằng là trước sau gì đứa trẻ sẽ phải trải qua cái điều đó, và con cần phải trải qua bài học đó để lớn lên. Con có rất là nhiều cách khi con có CDI. Cái mục tiêu, cái hồng tâm của con đã nhắm được rồi thì cái CDI nó sẽ giúp cho con linh hoạt theo nhiều cách khác nhau để làm cái việc mà con muốn. Chưa kể là con còn có thêm cái phong cách của nước ngược, RBL, một chút sự hoàn hảo, một chút sự tinh tế, một chút cái yếu tố suy nghĩ khác người để cho ra một cái đường đi mà em thề với chị luôn, chị không bao giờ biết trước được. Cho dù chị có làm sinh trắc vân tay, chị cũng không lường hết được những cái gì mà bạn nghĩ hoặc bạn sáng tạo ra ở trong đầu đâu, vì bạn siêu siêu nhạy về cái này. Và chính vì như thế, đỉnh cao của sự kiểm soát chính là tự kiểm soát lấy mình và tự quản lý lấy mình thôi. Và mình hiểu được cái mô hình để mình làm gì, mình biết lúc nào mình nên nói chuyện với con và lúc nào thì mình nên tham vấn cho con. Vậy thì trong cái vai trò này, khi chị chỉ có 4 AS thì rõ ràng thứ nhất, chị chỉ tham mưu được cho con về kinh nghiệm, chiều sâu, bề dày, thời gian sống của chị, cái khoảng thời gian chị trôi qua khi và chỉ khi con chị có CDI. Khi con chị đứng trước rất là nhiều ngã ba đường của sự quyết định thì lúc này chị mới nên tham mưu cho con và giúp cho con lựa chọn cái sự chuẩn nhất theo kinh nghiệm mà mình có. Tuy nhiên, bản chất của CDI và núi là đối lập nhau về phong cách. Vì bản chất của D, C và Y là nhóm đại bàng hai tâm á, thì con luôn luôn muốn được gì? Dấn thân, trải nghiệm và hành động nhiều hơn. Càng thử thách càng muốn dấn thân, càng nguy hiểm càng muốn lao vào, thì một người mẹ AS thuần sẽ luôn muốn giữ con trong phạm vi của sự an toàn. Và trong một nguyên lý của vân tay á, khi chị có trên ba ngón là AS á, thì điều này không còn nhìn thấy nữa. Có phải chị xem lại cuộc đời của mình ha, mình có tới 5 AS lận á, mình dấn thân hơn bất kỳ ai hết trong cuộc đời này không? Cho em một sự phản hồi. Bây giờ mình dấn thân không? Ngày xưa mình cũng dấn thân và mình bản lĩnh, có nghĩa là ok làm thì làm thôi, và style của mình là style đơn giản. Nếu mà mình thấy việc đó cần phải làm thì mình làm, và mình làm tới đâu nó phát sinh cái gì thì mình xử tới đó, chứ mình không có ngồi cân đo đong đếm quá nhiều để lo về những câu chuyện như cái style của WE. Vậy thì mình thấy được rằng là gì? À, vậy thì cái bề dày và sự trải nghiệm trong cái quá trình chị phát triển á, vô hình chung làm cái cơ sở và vốn sống cho con mỗi ngày. Rồi, vậy thì chị vẫn còn đang ở trong cái vòng an toàn của thuần núi đúng không? Của thuần núi theo như chị phản hồi. Maybe cuộc đời của chị đã không sống theo cách mà chị muốn. Vậy thì bây giờ cũng là một câu hỏi cũ cho những người mẹ mới. Chị có muốn con mình sống an toàn không? Có đại bàng nào mà chị muốn ở trong một cái lồng rộng hơn nữa, có sẵn sofa, lò vi ba, có sẵn tivi, wifi, điện thoại, và gần như mỗi sáng chỉ cần thức dậy, bỏ vào lò bấm ăn, có người mở cửa đưa đồ ăn nhét vô, và cái không gian mình sống thì nó thoải mái, nhìn view ra được đẹp và chiêm ngưỡng, chỉ như thế thôi, trong vòng an toàn mà chị muốn. Chị có muốn điều đó không? Nếu muốn điều đó thì cứ tiếp tục giữ cái style của chị bây giờ nhé, vì chị vẫn đang chưa được sống là chính mình đấy. Warning ha. À, về điều mà chị đang giữ cho mình ở cái mức an toàn.
Như vậy thì mình hiểu một điều là gì? À, mẹ là một cái người có một cái nền tảng rất chắc, mẹ cực kỳ an toàn luôn. Và con thì lại là một đại bàng muốn đậu ở trên đỉnh núi, cái gì con cũng muốn bay, cái gì con cũng muốn bay xa hết. Vô hình chung ngọn núi này có thể giữ chân lại đứa trẻ khi đứa trẻ chơi vơi và lạc lõng, khi đứa trẻ đứng ở giữa rất nhiều quyết định. Hãy tin một điều là khi con người cần phải đưa ra quyết định, họ luôn quay về bản chất. Cho nên tại sao em luôn tin một điều là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Họ hiện tại có thể thể hiện những cái hành vi chuẩn mực hoặc là này kia khi họ đã được học rất nhiều các lớp học kỹ năng và trau dồi cho mình rất nhiều lớp áo, thì những lúc đứng giữa cam go của cuộc đời và sự thất bại hay quyết định quan trọng, người ta sẽ thấy ngay được bản chất người đó. Nên em luôn luôn tin vào cái giá trị bản chất cốt lõi hơn là như thế. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là nếu như một lúc nào đó CDI chợt mỏi cánh và mệt mỏi trên con đường bay của mình, bạn đậu tạm thời trên một ngọn núi, đó là mẹ của mình, và bạn hỏi ngọn núi là mẹ ơi bây giờ con phải làm gì tiếp theo, à, thôi con về đây với mẹ, mẹ thấy đâu có gì đâu mà con phải bươn chải như thế, hãy về đây với mẹ, mẹ lo những cái đó cho. Tình yêu thương của núi cũng giống như bản chất của sự hấp thu, nó chính là vô hạn. Và nó vi tế hơn ở một chỗ là gì? Nó không có giới hạn luôn. Nó không có giới hạn luôn. Nên cái ranh giới giữa chị và con á, đôi khi chị còn không biết được là con mình hay là mình đang vượt quá cái ranh giới của sự riêng tư và bí mật. Chị muốn một người con trai phải luôn open hết với chị mọi thứ trong cuộc sống, kể cả người vợ của bé. Thì không ổn rồi. Thì không ổn rồi, mọi thứ nó đều phải có giới hạn, đúng không? Rồi, như vậy thì mình hiểu là hãy để cho mình là một cái ngọn núi cực kỳ vững chãi, luôn luôn đứng ở đó và chỉ cho phép đại bàng này đậu về khi mệt mỏi và bay đi. Và bay đi. Chị không phải là tiếp người khéo léo về ngôn từ, vì AS thuần rất là chân thật và vốn dĩ nhìn thấy được sự thật. Cho nên người ta có gì người ta nói đó, và chính vì cái gì có cái gì nói cái đó, đôi khi chị cũng sẽ có những cái mối quan hệ dễ bị hiểu lầm. Tuy nhiên là với con cái gần như bố mẹ quên mất đâu là ranh giới. Thật sự luôn, với con cái bố mẹ gần như quên mất đâu là ranh giới với con mình. Và khi nào thì mình thôi không hôn á, không ôm ấp và hôn đứa trẻ một cách tự ý nữa, mình cũng quên luôn. Thì đừng nói đến cái việc mình quản luôn cuộc đời của đứa trẻ mà nghĩ rằng mình đang hy sinh. Làm gì có chuyện đó, và chắc gì đứa trẻ nó đã cần. Cho nên chúng ta hình dung là chị rất dễ bị mất đi cái ranh giới này, và chị cực kỳ dễ bị rơi vào trạng thái là gì? Đặt đặt con vào mình á, để áp cái kinh nghiệm của mình lên con. Mẹ đã trải qua rồi, cái điều đó ngày xưa mẹ đã trải qua rồi, và con hãy hãy quay về đi, đừng làm như vậy nữa. Chị đưa ra rất là nhiều cái chiều sâu về chuyên môn, học thuật và nghiên cứu để thuyết minh cho một đại bàng, thì nó sai cái đối tượng rồi. Nếu chị muốn nói những cái chiều sâu về nghiên cứu, chị hãy nói với những người đồng môn của mình là núi. Còn khi chị nói với CDI á, là chị phân tích option A và option B cho con thôi. Và sau đó làm gì? À, lựa chọn đi con, lựa chọn đi và cho mẹ một cái quyết định con sẽ làm gì. Vậy thôi, nên là chị là một trong những người rất cần phải đi học coaching ấy, để biết cách đặt câu hỏi và đưa ra các kỹ thuật, các bộ câu hỏi để giúp cho con và tham mưu cho con được, để cho con tự là người ra quyết định. Nếu chị không trang bị cái bộ câu hỏi và những cái chiều sâu và kỹ thuật trong coaching á, thì chị vô cùng một lúc nào đó chỉ cần ý thức của chị nó ngủ quên một chút xíu thôi là chị sẽ vượt ra khỏi giới hạn liền. Nó khá là nguy hiểm cho đứa trẻ ha. Như vậy thì mình hình dung là cái con đường của chị nó nối với con á, chỉ có CDI thôi à. Còn khi mà đứa trẻ thể hiện ti á, là chị thấy không có nối được. Hoặc là đứa trẻ thể hiện là nước á, thì chị đứng rất là xa. Gần chị nhất chỉ có CDI thôi. Còn nếu như chị muốn kết nối với con mình là nước á, thì chị phải có CDI hoặc có ti. Hoặc có ti thì mới kết nối được với con là nước. Tương tự như vậy, khi con là ti thì chị một là nước để đóng vai trò là cộng sự. Cộng sự luôn là cái hướng đến trong mô hình kim tứ đồ ha, để mình dung hòa mọi thứ cho nó phù hợp. Cho nên có rất là nhiều người phụ nữ khi mà học cái lớp coaching xong á, thì cứ nói là chị không thể là nước được, chị không muốn làm nước. Ok, vậy thì gia đình của chị sau này nó như thế nào tự chị chịu trách nhiệm nha. Và khi chị biết rất rõ là nếu tôi thật sự yêu thương gia đình đủ nhiều
thì tôi chuyển mình thành thành dạng mô phỏng, tôi linh hoạt theo cuộc chơi và cảm biến mình theo thời cuộc. Quá tốt, tại sao không? Tại vì khó bỏ đi cái tôi của mình quá. Cái bản ngã của mình, cái WE của mình nó lớn quá mà. Chưa kể trong công việc của mình làm sếp dưới một người, trên mấy chục người nữa. Làm sao về nhà mà dùng cái nước đối xử với chồng con được? Cho nên rõ ràng vạn sự là tại mình xem lại mình trước. Thành ra là với nhận định của mô hình này khi đặt lên, chị thấy để kết nối được với con khi con là nước và WT thì chị sẽ cần phải có một giải pháp khác nha. Còn nếu như hiện tại nhìn thấy được mức độ cộng sự nhất định khi mẹ là núi và con là CDI, mẹ có thể tham mưu được chiến lược cho con, đưa cho con nhiều cái kiến thức và sự kinh nghiệm, sự hiểu biết phong phú từ mẹ. Tuy nhiên, mẹ đừng lôi con vào vùng an toàn của mẹ. Cái kinh nghiệm là cái gì chị? Cái kinh nghiệm là cái chỗ mà chị đứng 10 năm trong nghề đúng không? Vậy thì chị đứng một chỗ đó, chị có nghĩ là đất nó sẽ lún rất là sâu không? Và khi mà nó lún rất là sâu á, thì cái tầm nhìn của chị nó còn nhiều không? Không có còn nhiều. Nếu em nói là cái kinh nghiệm là cái mà dễ làm cho chúng ta dừng lại phát triển nhanh lắm. Vì chúng ta cứ mặc định là ô 10 năm kinh nghiệm, 15 năm kinh nghiệm, và khi chúng ta cứ ngồi đúng một cái chỗ đó, một cái ghế đó, càng ngày cái chiều sâu nó sẽ càng sâu xuống và chúng ta bị lún xuống. Và khi lún xuống quá cái tầm mắt rồi còn nhìn thấy được gì nữa đâu. Cho nên cứ cái ai nói gì, ai làm cái gì với mình là lập tức mình nói liền. Chị đã 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Rất dễ bị dính mắc vào cái này. Ha? Và cũng chính vì em hiểu cái nguyên lý đấy nên người có kinh nghiệm hay không kinh nghiệm đối với em đều đều là như nhau hết. Quan trọng là cái thái độ và cái cách mà mình đối xử với mọi người. Hy vọng là cái cách phân tích này sẽ giúp cho chị nhìn ra được sự kết nối giữa mình và con, cái nguy cơ, cái cơ hội mà chị sẽ cần phải thay đổi chuyển mình để làm một cái bệ phóng vững chắc cho con của mình chị nhé. Còn nếu chị giữ nguyên thuần AS thì hãy tin rằng chị đang nuôi một đại bàng trong một cái lồng nó rộng hơn thôi, chứ nó không có gì hết ha. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ha, và chắc là mình sẽ dừng lại ở đây cho cái vai trò của mẹ và con. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là cái quan điểm giáo dục của người mẹ đại bàng á, người mẹ nước và người mẹ núi á, nó sẽ có những cái phong cách khác nhau, nhưng cái cốt lõi chung của những người mẹ á, đó chính là tình yêu thương vô điều kiện, đúng không? Vậy thì chúng ta hình dung là với cái phong cách của người mẹ đại bàng á, thì mọi thứ đều là phải tự hiểu. Vì trong ba điều căn bản của đại bàng chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có sự nhận thức, đúng không? Sự nhận thức. Thứ hai là học qua trải nghiệm. Và thứ ba là tính mục tiêu. Cho nên chỉ đơn giản như thế này thôi. Các anh chị đặt lên, anh chị thấy, ồ, mình đại bàng, ồ, con mình là núi. Vậy thì trong cái định nghĩa của núi á, nó có ba điều là gì ạ? Chân thành, hấp thu vô hạn và an toàn. Nó không có sự nhận thức, sự tự nhận thức. Cho nên đừng có nói với đứa trẻ những cái câu rất là thừa thãi. Cái này con phải tự hiểu chứ, con đã 7 tuổi rồi, con đã 8 tuổi rồi, con đã 18 tuổi rồi, con phải tự hiểu chứ. Nếu con tự hiểu được thì con đã là đại bàng rồi, chứ con đâu phải là núi để làm cái gì. Kiểu kiểu như vậy chúng ta hình dung không? Thì chúng ta, em nói thật là mọi người nên nên tìm hiểu vân tay đi. Chỉ cần hiểu được TEB, núi rồi nước, đại bàng này kia, bất cứ một chỗ nào anh chị đặt nó vào cuộc sống, anh chị sẽ thấy nó dễ dàng đối nhân xử thế hơn nhiều lắm. Thay vì chúng ta cứ mò mẫm trong một cái mối quan hệ rất lâu thì chúng ta thấy nó rất là khó để giao tiếp với một người nào đó. Tại vì chính mình còn chưa hiểu mình mà, mình còn đang không biết mình mang phong cách gì mà, đúng không? Rồi, một người nước là một người có ba cái điểm key, đúng không? Ba điểm key trong nghề của mình. Thứ nhất là sao chép mô phỏng rất là nhanh, thứ hai là ôn hòa tình cảm, và thứ ba là có cái sự kết nối chia sẻ lan tỏa, đúng không? Thì mình thấy nước gần như là một cái dòng nó luân chuyển liên tục và nó có sự thay đổi mỗi ngày. Cho nên những ai đang sở hữu nhiều vân tay nước á, nhớ giùm em, bản chất của dòng nước là nó luôn chảy nha. Còn nước mà nó ở yên trong một cái ao, một cái hồ và nó bị ứ đọng á, thì mọi người thấy nó hôi không, nó bốc mùi không, nó bắt đầu có những cái ký sinh trùng phát sinh không. Cho nên là cái con người nước mà cứ mãi giữ mình như thế đó là bất ổn nha. Dòng nước là nó phải chảy và sự dịch chuyển của nó là liên tục mỗi khoảnh khắc, chứ đừng nói là mỗi ngày.
Cho nên bản thân những ai sở hữu nước quá nhiều á, ngày hôm nay đã thấy khác ngày hôm qua một chút. Nó mới chính là sự phát triển. Và mỗi ngày mình đo lường với nhau bằng 1% thôi đối với những anh chị nước. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là mình là người mẹ, mình mang phong cách của nước, sự dịch chuyển. Nhưng con mình là núi, con mình thích sự an toàn. Không, con không muốn đi, con chỉ muốn ở nhà thôi. Vậy thì cho người ta một cái lý do để đi mà vẫn được an toàn thì anh chị sẽ thuyết phục được con. Cũng tương tự như vậy, nếu anh chị muốn dẫn đại bàng đi theo cái dòng dịch chuyển của anh chị, hãy giải thích cho họ hiểu vì sao họ cần phải đi. Đó là sai của sự tự nhận thức. Và chính vì như thế, ngay từ lúc đầu khi chúng ta đặt lên mô hình kim tứ đồ này thì người mẹ phải biết người mẹ đang đứng ở đâu trong vai trò của con. Bây giờ nè, người con này mới có 7 tuổi thôi, và người con này của chị Hương thì là CDI, nên là cái sự trải nghiệm hứng thú trong cuộc sống của con lớn lắm, lớn lắm, đúng không? Hiện tại là con đang rất là thích khám phá, con cực kỳ muốn vươn mình ra thế giới và muốn được trải nghiệm rất nhiều. Và trong 5 năm đầu đời đó, chị xem lại cái khoảng thời gian này chị nuôi dạy con mình theo phong cách nào? Theo phong cách của núi, ở nhà thì an toàn hơn, bây giờ dịch Covid thì không nên đi, có thể vẫn đi ra ngoài mà được an toàn không mẹ? Có cách như vậy không? Con sẽ làm cái điều đấy. Kiểu như vậy, bé sẽ cho chị những cái góc nhìn mới, những cái chân trời mới. Nên gần như trong vai trò này thì con là người thầy và là người khách quý của chị đó chị nha. Nên là mình hạ cái chân của mình xuống một chút, cho ngang tầm mắt với con để học được những điều mà con muốn truyền tải với chị. Đừng mang bề dày của kinh nghiệm hay sự an toàn trong hơn 32 năm qua của chị để áp lên một sinh linh mới, một sự sống mới, mà hãy nhìn ở một góc độ chung dung hơn. Mình với con là cộng sự của nhau, vậy thì hơn ai hết chị sẽ là người duy nhất hiểu được lúc nào mình nên tham mưu cho con và lúc nào mình nên đặt con mình trên mình một bậc để học được từ con những bài học của con trẻ. Nó vô cùng giá trị luôn. Thật, người lớn thường bị những cái thời gian rất là quấy nhiễu trong công việc này kia để không không học trong lúc mình chơi với con là một thiếu sót á. Nên là mình hình dung và con cái đa phần đều là khách quý và là cao nhân. Có những đứa trẻ sinh ra là cao nhân, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bố mẹ luôn á. Cho nên anh chị cứ để ý đi, khi có con anh chị mới đi học. Anh chị bắt đầu học làm cha, học làm mẹ, học phát triển bản thân, dạo này học nhiều lắm. Và càng học thì càng mê, càng học càng mê. Tại sao lúc trước không đi học? Nếu mình vốn dĩ đã là một người mê học, có phải không? Cho nên mình hình dung là đừng có tự mặc định là khi mà mình có bầu, mình mang thai thì mình được lên chức làm cha mẹ, đồng nghĩa với việc trí tuệ của mình được lên, thì nó không có, đừng có quên cái điều đó. Khi mà mình mang thai một cái đứa trẻ thì mình cần phải trang bị thêm cái này nữa, trí tuệ nữa, tri thức nữa, kiến thức nền tảng nữa, tâm thế, thái độ để mình đón nhận cái sinh linh này đến với mình trong cuộc đời. Hy vọng rằng là hai cái ví dụ này sẽ giúp cho các anh chị học và thực hành nó, ứng dụng nó tốt hơn. Và cũng giống như em đã có một cái sự chia sẻ trong khoảng thời gian của tháng 9 sắp tới, em sẽ đưa ra các chương trình ứng dụng bài báo cáo xin chấp vân tay dành riêng cho khách hàng, và em sẽ hướng dẫn cho khách hàng làm những cái thao tác này một cách sâu hơn. Chúng ta chỉ đang đi đến bước 1 là đặt bốn ngón chính lên để xác định vấn đề thôi nha. Nên là mình học đến đâu thì mình thành thạo đến đó thôi. Mình không tự suy diễn ra. Cái quan trọng là chúng ta nhận định được thực trạng. Nếu chúng ta cứ giữ như thế này thì liệu nó có ổn không? Ha? Và khi mình nhận ra được cái sự bất ổn đó chính là hành trình của sự thay đổi, thì mình sẽ đi vào các chuyên đề sâu hơn ở phía sau. Thì trong tháng 9 em sẽ thiết kế những cái này, và viện sẽ bắt đầu đưa ra các chương trình phục vụ cho cộng đồng và cho khách hàng nhiều hơn, để giúp cho tất cả các khách hàng, những ai đang có bài báo cáo xin chấp vân tay, có thể ứng dụng một cách sâu sắc, dễ hiểu và đơn giản, không mất quá nhiều thời gian của anh chị đâu, nếu anh chị thực sự muốn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, và hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại anh chị ở các chủ đề phía sau. Xin chào.